Ok anh em, thì trước khi vào video thì mình có vài điều muốn nói với anh em, và mình mong anh em xem hết cái thông báo này, vì đây là một điều rất là quan trọng. Mình muốn thông báo tới tất cả anh em đang theo dõi kênh của mình, đó là Facebook của mình hiện đang bị khó, và mình sẽ chuyển qua xài Facebook này, Facebook tạm thời. Đây cái link mình sẽ để ở phía dưới, facebook.com/lê phúc tuấn 2k. đây là Facebook chính và chỉ có một ad Facebook duy nhất của mình không xài ad nào khác ngoài Facebook này cả. Cái ảnh thì mình để ảnh này, các bạn bè mình trong đó các kiểu luôn, nhìn là biết phê rồi. Và trên Facebook này mình bán nhạc giá cực rẻ luôn anh em, 20k, 30k, 40k, 50k đến 1 triệu đều có luôn, 10k cũng có luôn. Anh em nào muốn mua hãy cứ inbox của mình, hãy cứ inbox tới Facebook mình. Mình có bán của Yesu Ma Kiếm, full skin Yesu cũng có luôn nha anh em, lúc tập đoạn nghiên tố và cũng như là Revenge giải lập hay là Revenge thần kiếm đều có hết. Anh em muốn mua để inbox Facebook mình, tại vì gần một tuần rồi mình chưa bán hạt được, nên anh em nào muốn mua thì inbox Facebook mình sẽ có giá ưu đãi cho anh em, cũng như là hàng loạt các giá khuyến mại, cũng như là tặng hạt được các kiểu. Nếu anh em mua nhiều ha, tặng một cũng có luôn anh em ơi. Đây là thời kỳ phải nói là bán nhạc, phải nói là sớm bắt lời. Anh em nào muốn mua hãy inbox mình liền nha. Ok, và chúc anh em xem video vui vẻ. Ok anh em, và hello anh nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại trên channel của mình. Mình là Bill Usagi anh em ơi, chào mừng anh em đã quay trở lại cái series rất là mới toanh luôn, đến từ mình, đó là series top 10 vị tướng có skin mặc định còn đẹp hơn skin có thể mua bằng tiền. Đây, vị tướng đầu tiên mình muốn làm đó là Camille, gọi tắt là Cam Mỹ Lệ. Đây, mình thấy skin này còn đẹp hơn skin mà nó có nên em ơi, là skin Camille siêu máy tính đó, mình thấy skin mặc định còn đẹp hơn nhiều. Và mình sẽ làm series siêu mới tanh là top 10 tướng có skin mặc định đẹp nhất. Đấy, và anh em nào có yêu cầu gì, luôn có cái ý kiến gì về top 10 này thì em đừng quên phải bình luận phía dưới nha. Vì top 10 này có thể thay đổi tùy theo ý kiến của anh em, theo số đông. Nếu mà nhiều anh em nếu muốn làm gì thì mình sẽ làm đó thôi. Đấy, ở dưới boss có phải combat rất là lệnh gươm gớm ở dưới boss rồi. Và rớt cả 2 mạng đầu tiên cho mình. Rồi luôn triple kill phút thứ 2. What the hell, 3-0 luôn kìa. Phải lòng. Rồi mình chỉ muốn farm thôi, thằng top nó xuống đó nó combat được các kiểu rồi. Ông ở đây gà thiệt chứ. Ok nào, và anh em nào muốn ủng hộ mình đó thì anh em đừng quên hãy like, share cũng như hãy đăng ký giúp mình nha. Và anh em nào muốn ủng hộ thêm nữa thì anh em đừng quên hãy click quảng cáo 1 đến 2 lần trên một video. Thì một click quảng cáo của anh em là một tô cháo để mình húp luôn á. Tóm nó vẫn chưa thấy đâu. What the fuck. Tóm nó cầm bát rồi, đi đâu luôn rồi man. Tôi đang tự kỷ trên tóm luôn. Tóm ở đâu rồi, cái đầu đen đó. Mẹ nó đâu rồi ta, tự kỷ trên tóm một mình luôn man. FK giờ farm thôi. Không biết thằng top đâu ta, cái đầu đen nè, chơi một mình luôn. Họ vẫn phạm chuẩn từng con lính luôn, thì mình chỉ nãy giờ mình chỉ hụt một con thôi thì mình tính toán. Đấy, farm vẫn nuột. Ở dưới mít thì một pha solo kill thua đến từ Yesu team mình rồi, 0-2 cho anh ta. Rồi top đã không có luôn, ngồi tuyệt vời. Đó là chơi một mình rồi, tự kỷ luôn rồi, đậu đen đó. Mày vào đi top ơi, top anh này rớt mà. Rồi thằng Duy lên đây cứu trợ luôn. Solo tí mà nó đang giữ hai búp kìa. Mình giữ một búp là giữ kẹt, là giữ một thế giới, giữ hai búp là giữ nguyên giải ngân hà. Rồi một vài chém rất hay đến từ Duy, gắn thành công rồi.
Rồi sao men, chơi mày nó đứt bao chơi mọi người. Chơi tao. Làm bị điên nè. Sát mặt lòng chưa cu. Rồi bỏ luôn anh em, nó cách tăng tốc thì nó chạy phải nói là God Rider muốn rượt nó. Mà thằng này nó đi support hay sao lên đây nó farm như đúng rồi. Mày chơi không men? Rồi luôn. Solo. Muốn chơi không? Có mạng nè baby. Help me. Cứu. Chơi nhầm người rồi men. Sao men? Đã quá cho mình bạn ơi, bạn gì ơi. Đi găng thì thôi, đi ra đi. Cậu đi ra đi để mình farm. Ok. Và mình có để link Facebook ở phía dưới màn hình nha anh em ơi. Anh em nào muốn mua hạt thì inbox Facebook mình nha. Tại vì mình bán ghé phải nói là cực rẻ luôn, rẻ nhất hệ mặt trời. Rồi. Ngon stream. Cái mình vẫn lên build đồ bình thường thôi anh em. Tại vì đây là mình muốn làm top 10 skin, top 10 tướng cái skin mặc định đẹp hơn skin mà nó có. Skin mua bằng tiền là cái thứ vô bổ. Farm chủng mặt luôn. Thằng top AFK anh em ơi, nên giờ thằng Lee Sin nó đi support nó phải lên top nó chơi luôn rồi. Thằng Virus 3-0 lúc đầu game giờ không có snowball được, khá là tiếc cái tay bạn. Ui ghê đấy. Nể ghê đấy. Nửa cây. Còn bị thốn đây. Ok, con máu đầy cây liền. Cậu bình lưu cái kiểu con đà điểu luôn. Lo sợ gì mà thiếu mana, cái xài skill thoải mái vào. Giờ mình level 6 nè, giờ chơi nó là chết luôn nè. Chạy đâu. Chạy hộ bạn ơi. Level 6 là chắc chắn xác định chết nha men. Đi top với ai? Đi top với Biusagi nè. Nát. Bố mày cho mày nát luôn. Đấy, nice. Giờ quất thẳng cái thị kiếm này thôi, bạn nát chắc rồi. Giờ đam nó double đam luôn anh em à. Mình máu cái nhẹ nè. Lớn thủy kiếm này là anh em bay e và anh em đẹp một cái là thốn tơ rốn luôn. Không thốn, không lấy tiền. Anh em đang xem hãy nhớ clip quảng cáo để ủng hộ mình nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như là hãy share cho mình cái video này để mọi người cũng biết tới mình. Thanh niên Jesus món đầu tiên nãy lên nó là ác trồng tím. Phải thiệt. 40% crit. Gắt lên đồ gắt thiệt chứ. Không có tóc đánh luôn à. Và Rod 3-0 lúc đầu game đến giờ vẫn không có tiến triển gì thêm anh em à. Tại vì thằng support lên top này nó đép với mình rồi. Thằng Rod AD nó đi 1-2. Rồi Di gắn boss thành công rồi. Farm nè. Thốn chưa men. Nửa cây trồ gần chết cái nhẹ luôn nè. Chạy đâu. Cái trụ bắn đầu phòng. Trụ bắn hai cá mà nửa cây sao mình dám bắn trụ đây. Đây quẻ này ngon. Rồi bạn chạy về luôn. Lên đây. Ui tóc biến né các kiểu. Ghê quá. Thôi lùi. Biến nó mất tóc biến là một thông tin rất là lớn. Giờ nó khỏi chạy luôn. Ôi, rồi luôn. Đã quy chuẩn gì men. Ghê đó. Jesus cái kiểu level 5, tem Z nó level 7 độ. Mình chỉ muốn xanh một tí thôi anh em. Không có tin được là solo thua thằng cờ hó ly luôn. Phải thiệt chứ. Giờ mình mà thua nó thôi, sao mà chơi game bữa nay nó nãy nó 0-1, còn mình 2-0, nó fan mình thua mình, solo thua. What the fuck. Rồi Di level 7. Cái định găng Lee Sin rồi, Lee Sin hết tóc biến rồi, một pha quy vào chém rất đau từ Di. Lee Sin họ thở cái mắt lướt đi các kiểu rồi. Mày một pha đá rờ ra Lee Sin hết nội năng rồi đá quy rồi. Mà xui cho anh ta. Di họ nó cũng chết nó không về.
Hồi thành niên gì muốn băng trụ nhưng mà không thành, bạn biến về quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Bộ lâu không? Ôi, thôi đừng núp, đừng núp đi. Có blue kìa, thằng gì nó cướp vào, ok ngon. Giờ mình đợi thằng đi sinh ra ấy, rồi nha. Nửa cây nè, đi đông luôn. Chạy hồ luôn nè, canh quét chuẩn mực từ Miu Sugi. Quá ghê. Thằng Lee Sin nó có thể khắc chế ca mỹ lệ bằng cách đá R ra. Nó đá R mình ra khỏi cái vòng của mình tạo, là nó có thể hủy cái chiêu R của mình. Nhưng mà nãy nó đá R thằng Di rồi, nên là chắc chắn là nó không thể khắc chế được cái chiêu R của mình rồi. Chủ đầu sao anh em, chủ đầu luôn. Tuyệt vời. Ngon stream. Hàng vệ mấy Hàng về em ơi, 650 luôn em ơi. Trời ơi, bi Dubai. Quẻ này là xanh rồi, quẻ này là xong rồi. Toàn bản quẻ này là nát CMNR luôn. Di thiên kiếm có vẻ rất mạnh so với đó là Di bình thường. Trời, 20% dễ dàng kêu. Sao bạn ơi, mình hết anti rồi nè bạn ơi. Solo tới bạn. Ui ôi, y hụt rồi. Nhưng mà không sao, đánh thường vẫn đâu. Ui. Cái đầu. Bạn Airplay mình rồi, bạn Airplay. Ui, né cái nhẹ luôn. Phải đó chúng quy là chết luôn. Sao đây? Muốn căng não không? Muốn căng não không em? Đậu phòng cắm mắt lướt sao kịp. Phải đó mà nó né được cái E của mình là mình xác định luôn anh em. Là mình xác định chắc chắn 100% luôn. Nhưng mà hên quá, bạn né không kịp. Ê 4-1. Ăn trụ. Phan quá. Giờ mình là người với nó là xanh nhất hệ mặt trời này. Hệ vũ trụ luôn. Ăn trụ nè. Tên bạn AFK một đứa nên tên bạn mất lợi thế nhiều quá. Mua 4-5 mà. Vào đây man. Mình hơn nó bay level mà. Mình có rồi nha. Mày lại nháo rồi con trai. Đi đâu. Chết đi bạn ơi. Thằng Di này. Muốn chơi. Ừ. Hên quá. Ôi giờ lên tam kiếm là phải nói là sức mạnh của nó là vô biên. Bố mày về phút 13 cái tam một kiếm của nó là giàu nhất game rồi. Rồi xong phút 13 cái tay học kiếm là tay bạn nát chắc rồi. Xác định comment nó đi. Xô tên này thọt quá. Để tôi găng cho chú một tí. Họ tem mình nó lên lần 4 đứa. Giết khỏi chơi luôn nha em. Ôi. Vẫn không găng được à. Rồi luôn thanh niên Di quy về quái. Phải lòng chim én. Quái này Lee Sin nó không biết rồi. Quay mình nghĩ nếu mà nó không đé mình rồi mình kịp là nó chết nè. Đé rồi được rồi. Chú E 4, 3, 2, 1. Xác định đi mày. Mày chạy đâu. Chạy hổ. Ôi né hơi bị kinh đó. Bạn Lee Sin hơi bị nhanh tay đó luôn á. Né ghê này. Mình nghĩ đó mà lúc đầu thằng Lee Sin nó lên nó farm hò lên với mình là có lẽ là mình không săn được gì đâu anh em à. Lúc đầu mình đầu game mình farm được 4 năm 7 quái liên tục luôn mà. Thôi level rất nhiều nên snowball được. Rồi.
Ôi ôi, hụt hai con lính luôn. 6-1. Quái dữ, người ta gọi đây là quái dữ đó em. Nhìn Jesus dưới này thọt quá. À, yes, 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 Phú Thạnh no 1 hả? Simon, trời ơi! Nửa cây quy cái nhẹ chết luôn. Đúng là khi cái tam hợp là mọi chuyện nó sẽ khác hẳn ở đây mà. Ui, khắc não không được rồi. Đúng là người ta có câu là đừng nên hắc não những đứa không não. Nó không có não để cho mình hắc đâu nè. Này, đây, đây, quẻ này nè, quẻ này là ngon nè. Vào đây, vào đây, vào đây. Mình không biết nó còn rờ hay không, nếu mà nó còn rờ là nó ao vào đây mình được. Thôi cứ chơi đánh cầm chừng vậy. Mình bay mà nó rờ, nó ao vào đây, cái rờ của mình là mình bốc xích thiệt luôn á. Rượt đi men, rượt đi. Rượt đi. Rượt đi. Rượt. Rượt này, chạy đâu bạn ơi, thằng này luôn. Bố mày cân 2. Bố mày cân 2. Bố mày cân 2 này con trai. May mày quẻ đó chú e hồi kịp. Kinh khủng này, một quả Avalai kinh điển này anh em. Anh em là không like cho mình thì khá là thất vọng luôn. Số 91 ở phút thứ 16 phải nói là giết mạng, thua thời gian rất nhiều. Con này nó combo là chưa W với chưa E cùng lúc được anh em ơi. Mình W xong rồi mình E là nó vẫn tính đó. Trời ơi. Blue. Anh Blue ơi. Blue ơi, trời ơi. Xe một phe solo căng não chưa hả? Mình về Blue. Gắt rồi là. Rồi nha. Tha đồ luôn nha. Tí quả sau bút thêm cái rìu đạn máy xè với nội tạ của cái tam hợp kiếm rồi thôi, một đạp là chết luôn, nửa cây cái ở giỡn. Thằng nào đếp hộ cái mình coi. Thằng nào cản hộ cái bạn ơi. Cản hộ cái. Trời đá mà nó lại sắc mặt lông. Sắc mặt lông. Vừa có rìu mà đảm mất xe, vừa có tay hộp thì tay bạn chơi kiểu nào đây. Rồi chú ý học rồi. Đậu đen đó. Simon. Simon. Bê đẹp cái chích cái nhẹ luôn. What the fuck, đem kinh khủng này. Đậu đen đó. Đem vờ lờ chiếc mén luôn. Vào đây. Ôi ghê. Nhanh tay đó. Nhanh tay đó. Nhanh. Ê, đó mình biết ngay mà. Thằng này nó cắt chế chú rờ của mình được. Nó đá rờ mà ra là mình mất rờ luôn. Rồi sao? Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Thằng này nữa. Muốn chơi tao? Muốn chơi tao? Come here baby, let's go. Một đẹp, hai đẹp, ba đẹp, bốn đẹp, chết luôn. Đi kiếm solo mày. Solo mày. Solo mày. Trời ơi, hai la cờ bờ nó rờ luôn rồi. Trời ơi. Kinh điển này anh em. 13-1. Phải em gần bằng tham. Ôi, tuyệt vời. Trận này perfect rồi. Perfect cơ mà NR. Đang vận giờ con Riot nó sửa lại. Con nào biến về nó cũng chữa đang vận anh em. Khá là buồn cười. Lớn như cha mạnh này ra à. Thôi lên đại giúp hồi sinh cho chắc bắp. Bố mày là bố hay muốn bất tử. Nhưng mà đã chết một mạng lúc đầu game rồi. Thôi là bất tử nguyên trận rồi. Top găng rồi rồi anh em. Phải nói là trận này đánh khá là kinh. Ăn 13-1. Đem ăn được cả 2-3 mạng rồi.
Rồi, ngon trem. Combat đi man, combat khỏe đi. Nãy giờ chưa combat nhiều lắm, nãy giờ mình toàn bắt lẻ không à. Một mạng cho Vinh rồi, thằng ghét này. Mày combo Eder tao. Quay về đây. Đi thật xa để trở về. Ôi trời ơi, muốn hay biết hết. Thằng này nữa. Ba đẹp, bốn đẹp cái chết luôn. Bố cái thằng gì này. Chạy đâu men. Triple kill. Where the kill ở đâu? Come here luôn, một pha where the kill luôn nè. Thằng ghét đúng kiểu là đi thật xe để trở về luôn em. GG tem như CC. Bạn ghét gánh không nổi là bạn chửi ngay. Tem bạn 4-5 mà nên không thể trách bạn được anh em. Ok và GG nha mà. Tạm biệt anh em và các bạn, anh em vào đường sau của mình. Bye bye. Hãy nhớ chắc rằng like, xem nhớ lại subscribe cho mình nha.